Network giúp rất là nhiều, tại vì nhiều khi trên CV hoặc là qua phỏng vấn đi thì người ta cũng không có thấy được hết những cái tiềm ẩn của mình. Ok, bạn chưa có gì hết thì bạn có network thì sẽ giúp cho bạn vượt qua được vòng. Theo quan điểm của anh thì anh nghĩ cách nhanh nhất để có thể lên được một cái vị trí trong ngành dữ liệu là cách nào? Chắc network. Network. Bây giờ chứ đầu tiên là phải có một cái side project ha, để dễ dàng showcase khả năng kinh nghiệm whatever đó là cái gì. Này, em nói cái report, nhưng mà nếu mà các bạn về data analyst thì có thể là cái report nào đó bạn đã từng làm, insight nào đó, hoặc là notebook mà bạn đã từng chạy cũng được, hoặc thậm chí là dashboard các bạn đã từng làm chẳng hạn. Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm thì sẽ giúp cho các biết được khả năng của bạn đó ở đâu thay vì chỉ mấy câu chữ ở trên CV. Cái thứ hai đó là về mặt kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì nó cũng hơi khó tại vì bắt buộc là bạn nó phải trau dồi. Thì anh sẽ nhận thấy là những bạn nào nếu như mà có một cái unique skill đặc biệt đó, thì sẽ được để ý hơn những bạn khác. Ví dụ bạn designer nhưng biết làm data chẳng hạn thì nó sẽ khác so với là bạn data analyst bình thường. Nghĩa là bạn designer mà biết làm data analyst thì likely là bạn nó sẽ biết cách visualize sao cho đẹp nhất. Sau là các bạn khác nếu mà như soft skill bình thường thì cơ sẽ rất là khó để comparable. Điểm tiếp theo là nếu như bạn nó CV đồ ấy ok, có side project ok ha, có kinh nghiệm gì đấy phù hợp rồi thì bạn sẽ được gọi đi phỏng vấn. Thì nếu mà gọi đi phỏng vấn thì làm sao? Thì cốt lõi cơ bản nhất là phải có cái foundation để đi trả lời phỏng vấn rồi trả lời về mặt kỹ thuật vì đã sẽ là đầu tiên. Nếu như trong trường hợp mà chưa có về mặt foundation á thì tốt nhất cũng phải đi đọc trước, nghĩa là biết mình biết ta mà, như là nếu mà làm data analyst thì at least phải biết SQL, nếu làm data engineer thì cũng phải biết at least là data structure, hoặc cũng phải biết viết về mặt algorithm. Thường thường thì anh thấy data engineer vô sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan về bên dạy code whiteboard á, thì nhiều cũng có thể practice dạy lead code, dạy lead code khoảng chục bài gì đó thì cũng sẽ giúp khả năng để interview nó cũng tốt hơn. Điểm cuối cùng là biết điểm mạnh của mình, điểm mạnh của mình là ở đâu á thì khai thác vào điểm đó, thì bảo là đẹp khoe xấu che mà. Thì khi đi interview thì cũng phải cố gắng khoe hết cái điểm đẹp của mình đi, và mình bắt cấp được cho cái đó thì nó sẽ giúp cho mình cái chance đậu job tốt hơn. Hồi nãy anh có nói là cái ý đầu tiên anh mà anh nói đùa thì thấy thật ra ý đó có thể rất là đúng luôn á, là network. Rồi. Em cũng nhìn thấy nhiều trường hợp, tức là không phải là vì bạn đó có network, bạn đó được vô, bạn đó không có kinh nghiệm, nhưng mà network giúp rất là nhiều, tại vì nhiều khi trên CV hoặc là qua phỏng vấn đi thì người ta cũng không có thấy được hết những cái tiềm ẩn của mình, thì nhiều khi cái việc đâu đó mình đã biết một người đó trước đó rồi cũng giúp hơn cho cái việc là người đó hiểu và có thể tạo một cái cơ hội đầu tiên. Thì không biết là anh có bao giờ thấy cái trường hợp như vậy chưa? Còn trong team của anh thì chuyện network nó có ảnh hưởng như thế nào? Network được một điểm mạnh đó là được phúc bởi uy tín của người giới thiệu. Còn đằng nào cũng vô phỏng vấn cũng sẽ như bình thường thôi. Tuy nhiên là nếu như mà trong trường hợp ok bạn chưa có gì hết thì bạn có network thì sẽ giúp cho bạn vượt qua được vòng gửi xe. Maybe người ta sẽ nhìn cái CV của bạn kỹ hơn một tí, nhưng nó không đồng nghĩa với việc là bạn sẽ có công việc, đúng không? Bắt buộc bạn phải có một cái skill gì đó nó thực sự nó phù hợp với lại cái công việc đó. Còn trong trường hợp thứ hai đã có công việc rồi và được bắt bởi cái bạn giới thiệu rồi thì likely cái chance bạn được nhận nó cũng sẽ khá là cao, bởi vì mình trust cái uy tín của người giới thiệu. Tại cái người giới thiệu họ cũng sẽ biết rất rõ là cái CD này nó là như thế nào, nó phù hợp với bạn hay không để giới thiệu qua, nên là cũng sẽ được phỏng vấn kỹ hơn. Từ hồi đó tới giờ bên team anh có khoảng 2 đến 3 bạn, ba bạn nó giới thiệu vô là đậu thiệt, là vô làm thiệt, là đều thông qua quy trình phỏng vấn như bình thường hết.